Thưa quý vị khán giả, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho biết đã có 11 trường hợp tử vong do tay chân miệng từ đầu năm đến nay. Các địa phương có ca tử vong chủ yếu là ở miền Trung, Tây Nguyên và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, năm nay thì bệnh tay chân miệng được đánh giá là đến sớm hơn và xuất hiện nhiều ca bệnh nặng, nguy hiểm do mắc bệnh có chứa chủng virus đó là EV71. Đáng lo ngại là rất nhiều trường hợp phát hiện muộn nên bệnh tiến triển nhanh, trẻ phải nhập viện trong tình trạng bệnh đã nghiêm trọng. Tại một số địa phương, số bệnh nhân tăng nhanh khiến các bệnh viện cũng phải tìm mọi cách để xoay sở để đáp ứng các điều kiện điều trị. Cách đây hơn một tuần, bé trai 2 tuổi này nhập viện trong tình trạng suy hô hấp độ 4, phải thở máy, nhiễm trùng huyết với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3. Được các bác sĩ tích cực điều trị, đến nay tình trạng của bệnh nhi đã tiến triển tốt. Nhưng mẹ của cháu bé thì vẫn chưa thể quên cảm giác khi con mình đột ngột trở nặng. Cháu là suy tim rồi, nói chung là người thì tím tái rồi, cứng hết rồi. Em thì không cũng cứ nghĩ trái tim mình lo, giờ nó cũng không biết là mức độ nó nặng như thế này. Cả tuần bên giường bệnh theo dõi sức khỏe của con, đến lúc này chị Hạo vẫn chưa hết lo lắng. Con của chị mắc bệnh tay chân miệng, gia đình lại ở một vùng quê ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nhiều phụ huynh giống như chị không sớm phát hiện được con mình mắc bệnh mà cứ nghĩ là sốt thông thường. Mình không biết, mình tưởng nó sốt nhẹ thôi, mình xuống dưới đáng người ta khám, người ta mới nói là tay chân miệng. Chứ còn ở như là lúc nó chưa não lên hết, rất là la, vì cháu mới giấu nó nhả, mình sợ như là nó yếu nữa. 6 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cơ quan y tế ghi nhận 14 ổ dịch tay chân miệng. Nếu như 3 tháng đầu năm, số ca mắc tay chân miệng ở mức thấp, dưới 25 ca mỗi tháng, thì chỉ từ tháng 4 đến nay, số trẻ mắc tay chân miệng ở Khánh Hòa lại gia tăng đáng lo ngại. Đến lúc này đã có hơn 300 ca mắc và dự báo sẽ còn tăng cao trong tháng 7. Cái ca tử vong thì chủng là chủng EV71, cũng là cái chủng độc lực cao. Qua đây thì chúng tôi xin khuyến cáo chúng ta phải theo dõi sát trẻ để kiểm tra ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, ở miệng, ở mông, ở gối mà phát hiện được những cái vết phỏng nước thì phải đưa đến cơ sở y tế để được khám. Ở khu vực phía Nam, tính từ đầu năm đến nay đã có hơn 12.600 ca mắc tay chân miệng. Trước thực tế gia tăng những ca mắc bệnh do chủng virus EV71 dễ gây biến chứng, nên việc phát hiện sớm tay chân miệng, kịp thời điều trị là hết sức quan trọng. Làm sao để tăng hiệu quả điều trị? Người dân và nhất là các bậc phụ huynh cần lưu ý những điểm gì để phòng ngừa và điều trị căn bệnh này với trẻ? Chúng tôi có mời đến trường quay của Việt Nam hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, là phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương. Rất cảm ơn bác sĩ Hải đã nhận lời tham gia chương trình Việt Nam hôm nay. Thưa bác sĩ, là năm nay không biết là cái diễn biến của dịch tay chân miệng thì nó có điều gì khác biệt so với mọi năm hay không ạ? Các dịch bệnh thì chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan thế này, không năm nào giống năm nào cả. Và nếu như chúng ta nhìn cả một đoạn dài, tôi nói ví dụ khoảng 10 năm chẳng hạn, thì thực ra nếu mà năm nay so với năm 2011, 12, năm đó dịch tay chân miệng cả miền Bắc và miền Nam, thì chúng tôi thấy rằng là cơ bản diễn biến là cũng giống nhau. Từ biểu hiện của bệnh đến các triệu chứng biểu hiện sớm của cái tình trạng nặng hay đến các biến chứng thì cũng đều tương tự như vậy và chúng ta cũng đều đã nhận biết được rồi. Thưa bác sĩ Hải, khi mà tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến 11 ca tử vong thời gian vừa qua thì Bộ Y tế có chia sẻ rằng là một trong những nguyên nhân phổ biến đó là các bệnh nhi đã đến viện trong tình trạng quá muộn. Và nhiều phụ huynh thì chia sẻ là bệnh này thì rất là khó phát hiện những cái triệu chứng ban đầu. Phải chăng đây có phải là cái nguyên nhân chính hay là vì là cha mẹ bé còn chủ quan ạ? Qua thực tế làm việc thì không phải tay chân miệng mà nhiều bệnh khác cũng vậy. Các bậc phụ huynh thường có một cái tâm lý là mình đọc các thông tin, thế xong rồi có thể là mình hiểu nó không đúng hoặc là hiểu không đến nơi đến chốn, thì dẫn đến cái việc là mình tự giải thích các cái triệu chứng của con và mình không nghĩ rằng đấy nó đã là dấu hiệu nặng rồi, thì đấy là một cái điều mà phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Tôi nói ví dụ như triệu chứng của tình trạng nặng rất sớm là em bé quấy khóc kéo dài, thậm chí cả đêm, nhưng mà bà mẹ lại nghĩ rằng là em bé do em bé có nốt ở trong miệng, em bé đau miệng, em bé khóc. Nhưng mà không phải thế, đấy đang là cái tình trạng của nhiễm độc thần kinh rồi. Và đáng lẽ ra lúc đó chúng ta kể cả đêm hay ngày, nếu có những cái triệu chứng như vậy, chúng ta đã phải đưa em bé đến các cơ sở y tế để khám xem, để đánh giá xem, nhận định xem nó là ở độ mấy rồi, có phải nằm viện hay không. Và nếu được về nhà, được cho về nhà điều trị, thì
nhân viên y tế cũng sẽ hướng dẫn xem là theo dõi, phát hiện những cái dấu hiệu như thế nào thì phải đến viện ngay. Chứ các bà mẹ không nên tự giải thích các cái triệu chứng rồi lại tiếp tục cho em bé ở nhà. Vâng. Thì đấy là một trong cái lý do mà có thể dẫn đến cái tình trạng là đến bệnh viện muộn. Thưa bác sĩ Hải, là tôi cũng có một cô con gái nhỏ và cũng đang ở độ tuổi mà rất dễ mắc tay chân miệng, và cháu đi học ở môi trường mầm non nên tôi cũng rất lo lắng. Thế nhưng mà ngoài cái yếu tố như là bác sĩ vừa chia sẻ là trẻ có thể quấy khóc về ban đêm, thì còn có những cái dấu hiệu nhận biết nào nữa để chúng tôi nhận biết rằng là con của chúng tôi đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn nặng, cần phải đi viện ngay ạ? Được ạ. Thực ra ấy, thì chúng ta phải biết rằng là với các em bé thì nếu như gọi là mắc bệnh không nặng thì em bé chơi bình thường. Đấy là điều rất đơn giản, đúng không ạ? Ví dụ như em bé sốt này, thì khi chúng ta dùng thuốc hạ sốt, em bé đỡ sốt, em bé lại chơi như bình thường, thì đấy mới là có thể ở nhà được. Thế còn tất cả những cái bất thường khác thì tôi luôn luôn khuyên các bậc phụ huynh là nên phải đưa em bé đến khám ở y tế. Để làm gì? Để chẩn đoán bệnh, chẩn đoán giai đoạn của bệnh, và điều cực kỳ quan trọng nữa là hướng dẫn khi nào phải quay trở lại cơ sở y tế. Vâng. Đấy, và rất là điều cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ, và chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau ít phút nữa. Thưa quý vị khán giả, theo Bộ Y tế thì các thuốc sử dụng trong điều trị bệnh tay chân miệng cơ bản đáp ứng được đủ các nhu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay. Nhưng thời gian qua có tình trạng là thiếu cục bộ thuốc tiêm truyền tim mạch. Bộ Y tế cũng đang theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh và khẩn trương tập trung chỉ đạo các cơ sở kinh doanh nỗ lực tìm kiếm nguồn cung và khẩn trương nhập khẩu thuốc về Việt Nam một cách sớm nhất. Trước đó vào ngày 23 tháng 6 thì các đơn vị đã nhập khẩu 6.000 chai thuốc loại này về Việt Nam. Đối với các thuốc điều trị khác trong trường hợp có nguy cơ nguồn cung thuốc bị hạn chế thì Bộ Y tế đã sẵn sàng đưa ra các phương án để đảm bảo về nguồn cung ứng thuốc chữa trị cho trẻ. Như vậy là qua thông tin vừa rồi từ Bộ Y tế, chúng ta có thể giảm bớt những nỗi lo về việc là thiếu thuốc điều trị tay chân miệng cho trẻ. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ là liệu rằng là bệnh tay chân miệng có thể điều trị tại nhà hay không, hay là cứ thấy con mình bị mắc tay chân miệng là phải đưa đến viện ngay ạ? Thực ra thì có lẽ là tôi cũng sẽ nói một chút về cái việc tại sao chúng ta lại có những trường hợp nên điều trị tại nhà. Bởi vì thực ra với bệnh tay chân miệng ấy, thì hầu hết là em bé có thể tự khỏi được bằng các cái chăm sóc đơn giản tại nhà. Bởi vì chăm sóc ở nhà nó sẽ có rất nhiều cái lợi. Thứ nhất là đỡ bị nguy cơ lây nhiễm các bệnh khác trong bệnh viện. Thứ hai nữa là bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Các em bé cũng được chăm sóc về mặt dinh dưỡng tốt hơn, môi trường sạch sẽ hơn. Thì đấy là cái lợi ích của việc điều trị tại nhà. Và còn khoảng độ 30% số em bé mắc bệnh tay chân miệng thì sẽ phải nhập viện. Vì các cái diễn biến nặng, ví dụ như do một số chủng virus đặc biệt, trong đó có virus EV71 chẳng hạn, thì chúng ta phải theo dõi sát các cái biểu hiện của em bé như thế nào thì chúng ta phải đi khám lại. Trong đó có một số các triệu chứng rất sớm như thế này. Ví dụ như em bé sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt chúng ta sử dụng thì trường hợp đó phải nằm viện. Hoặc là em bé có cái biểu hiện là quấy khóc kéo dài. Đấy, quấy khóc không có lý do gì cả. Đấy, tần suất cứ tăng dần lên và thời gian mỗi cơn khóc lúc đầu có thể 5-3 phút, sau rồi kéo dài ra thành 10-15 phút. Đấy là dấu hiệu thứ hai mà bắt buộc phải nhập viện. Một dấu hiệu quan trọng nữa là trẻ buồn nôn. Đấy, tức là không ăn uống gì cả. Dạ. Em bé cũng ậm ẹ buồn nôn thì đấy là những cái triệu chứng mà nó đã ảnh hưởng đến thần kinh trung ương rồi. Hoặc là em bé nằm không chơi, mặc dù rằng chúng ta dùng thuốc em bé có thể đỡ sốt rồi, nhưng em bé cứ nằm đấy không chơi, gọi dậy bế dậy rồi lại nằm lại ngủ. Thì đấy là giống chúng ta gọi là cái triệu chứng ngủ gà. Hoặc là một dấu hiệu nó cũng rất quan trọng, đấy là khoảng độ sau 6 tiếng mà em bé không có nước tiểu. Thì đấy là những cái dấu hiệu của tình trạng rằng những trường hợp đó có thể sẽ nặng lên đấy, chúng ta phải nhập viện. Và đấy là những cái dấu hiệu mà các bà mẹ chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi được. Vâng. Vâng. Tôi vừa thấy là bác sĩ Hải đã tổng kết 4 cái dấu hiệu rất là quan trọng mà bố mẹ cần phải nhận biết để biết rằng con mình lúc đấy đã phải đến viện rồi. Thế nhưng mà câu hỏi này mà tôi gặp bác sĩ phải hỏi ngay, đó là dạo này tôi lên một số cái nhóm các cha mẹ thì có chia sẻ với nhau là hiện thì ở Thái Lan này, rồi Singapore đã có vaccine để phòng căn bệnh này. Thế là một số vị phụ huynh là nhân tiện hè đưa con mình sang đấy luôn, tranh thủ vừa đi du lịch vừa tiêm vaccine phòng căn bệnh này. Nhưng mà vào thời điểm này thì liệu điều đó có thực sự cần thiết không thưa bác sĩ? Thực ra thì cái vaccine phòng bệnh tay chân miệng này không phải là phòng bệnh tay chân miệng, mà phòng nhiễm cái virus EV71 này thôi. Mà tay chân miệng thì còn nhiều các loại virus khác, trong đó EV71 này chỉ chiếm đâu đó vào khoảng từ 10 cho đến 20% số ca mắc bệnh thôi. Và cái hiệu quả phòng bệnh của nó cũng chỉ vào khoảng 70-80%. Và trong quá trình thử nghiệm vaccine này thì cũng đã có một cơ sở ở Việt Nam được tham dự vào cái chương trình đó. Thế vậy thì tiêm vaccine, đúng không ạ? Cái tỷ lệ phòng bệnh thì không được nhiều. Tôi tính ra, nếu mà tính ra như vậy thì được đâu đó khoảng độ chưa đến 20-30% gì đó trong tổng số ca tay chân miệng nhé. Đúng không ạ? Thế vậy thì vấn đề quan trọng
là chúng ta phát hiện sớm, chúng ta xử lý sớm. Chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả điều trị rất rất tốt, bởi vì thực ra bây giờ các cái kỹ thuật điều trị với cái bệnh tay chân miệng này ở Việt Nam, đặc biệt là ở các bệnh viện lớn, thì gần như là nó tương đương với trình độ ở nước ngoài, ở trên thế giới rồi. Dạ vâng. Cho nên là chúng ta không có gì đáng ngại cả. Một điều mà gần đây chúng ta nói đến đấy là thiếu thuốc. Thì thực ra ví dụ như ở Bệnh viện Nhi Trung ương hoặc một số bệnh viện lớn khác thì hoàn toàn chúng tôi có thể đẩy sớm cái quá trình điều trị lên bằng cách là kết hợp giữa người chăm sóc em bé, phát hiện sớm các triệu chứng như tôi nói, cộng với nhân viên y tế chúng ta theo dõi sát, và nếu cần thì chúng ta đẩy sớm một bước cái phác đồ điều trị lên, thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn ổn và có kết quả rất tốt. Câu hỏi cuối cùng bác sĩ Hải nhá, là con tôi thì chưa bị, nhưng mà tôi muốn phòng cho con tôi, thì bác sĩ có thể gạch ra một vài cái đầu dòng hướng dẫn cơ bản nhất tại nhà được không ạ? Thứ nhất ấy, là để có một hệ thống miễn dịch tốt để phòng bệnh, đấy là điều đầu tiên. Nhưng muốn có hệ thống miễn dịch tốt thì cơ thể phải khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng đã, đúng không ạ? Chúng ta xây ngôi nhà cũng vậy. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là gì? Hướng dẫn cho em bé cái thói quen vệ sinh cá nhân. Đấy, ví dụ như rửa tay thôi. Các cái thời điểm rửa tay là điều cực kỳ quan trọng. Một vấn đề nữa mà tôi cũng đã nói ở nhiều chương trình rồi, đấy là khi các bậc phụ huynh có em bé nhà mình mà được chẩn đoán là tay chân miệng thì nên thông báo cho lớp học mà em bé nó tham gia. Thì ngay lập tức lúc đó thì các cô sẽ vệ sinh đồ chơi này, vệ sinh bề mặt này, thậm chí lên đến cả những cái chỗ cao như cái tay nắm cửa cũng tìm thấy virus ở đó. Thì khi mà chúng ta thông báo thì ở lớp học vệ sinh như vệ vậy sinh. Và hướng dẫn cho các em bé vệ sinh cá nhân, rửa tay ở các cái thời điểm mà đã khuyến cáo. Dạ. Thì như vậy nó mới phòng bệnh được, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ em bé, cô chỉ biết là mẹ xin phép nghỉ học cho em bé thôi, thì không biết các gì. Em bé khác vẫn sinh hoạt bình thường. Đấy là một trong cái lý do mà tôi nghĩ rằng là làm cho cái việc mà khống chế bệnh tay chân miệng đôi khi chúng ta hơi khó khăn một chút. Và một vấn đề nữa tôi cũng phải nhắc, đấy là không nên vào thăm các em bé ở khu vực điều trị các bệnh nhiễm trùng. À, có nghĩa là nếu mà em nào đang nhập viện thì nói chung là thì mọi ở người đấy điều trị thôi, đợi các mọi người em không về vào nhà, đúng không? Đúng rồi, để về nhà đi rồi cũng vào thăm. Bởi vì sao? Người lớn chúng ta vào hoàn toàn có thể mang virus ra, chúng ta có thể nhiễm virus, nhưng người lớn thì không mắc bệnh, nhưng đấy nó lại là nguồn lây bệnh cho con em chúng ta ở nhà, và từ đó rồi lại đến lớp rồi lại lây cho em bé khác. Vâng. Tôi nghĩ rằng chúng ta tuân thủ cả mấy cái biện pháp đó thì tôi nghĩ rằng là dịch bệnh sẽ sớm được khống chế. Rất là cảm ơn những chia sẻ mà tôi nghĩ là vừa thiết thực mà có nhiều thông tin mới của bác sĩ Đỗ Thiện Hải với khán giả của Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị khán giả, thời điểm hè là lúc mà rất nhiều những loại bệnh xuất hiện. Với trẻ em thì nguy cơ dịch chồng dịch là rất lớn, khi mà sốt xuất huyết này hay là viêm phổi cũng đã ghi nhận nhiều ca mắc. Vì vậy mà các gia đình cũng cần tăng cường nhiều cái biện pháp làm sao mà phòng dịch cho trẻ, tăng cái sức đề kháng, chủ động theo dõi kịp thời để điều trị, tránh việc là phát hiện quá muộn dẫn đến là việc điều trị không hiệu quả và bệnh thì trầm trọng hơn.